thì quay xung quanh đây. Rồi giới thiệu với bà con mình thì hôm nay mình xin giới thiệu phương pháp để mà tạo tán cắt cành cây cam sòn hai đồng tiền. Thì giới thiệu bà con mình đây là cái vườn cam sòn hai đồng tiền là trồng được 28 tháng. Và bây giờ là đến thời kỳ để mà xử lý ra hoa, nhưng vì một số cành vượt không như mong muốn nên Tâm tiến hành chia sẻ với bà con mình về cái phương pháp cắt bỏ một số cành vượt để làm sao giữ lại những cái cành chính, giữ lại những cành chính để là chúng ta cho năng suất trái nó được tốt hơn. Thì tổng diện tích của vườn cam sòn của anh Bảy đó, Quỳnh này thì khoảng 1,5 hecta, và anh đang áp dụng toàn bộ quy trình chăm sóc từ cây con cho đến giai đoạn là tạo mầm hoa của Dona Sài Gòn hết ha. Rồi bây giờ Tâm sẽ đi vào cái cách để mà chúng ta xác định, ví dụ mình qua cây này đi để xác định là cành vườn nào không hiệu quả và cành nào để cho nó hiệu quả. Thì đây, thì ví dụ đây là cái cành chính ha, cành chính của cây cam xoàn hai đồng tiền của mình, thì chúng ta thấy đây là cành vườn. Đây, cành vượt lên, quý vị thấy không, tới 4 nhánh. Nếu những cành mà nằm không phải cành vượt mà là cành chính á, mà nó đi được một cành lên mà được 4 nhánh như thế này thì rất là tuyệt vời, rất là đẹp và đạt chuẩn để chúng ta có thể nuôi dưỡng để mà sau này là lấy trái rất tốt. Nhưng vì anh này là cành vượt nên chúng ta không thể giữ được, chúng ta phải bấm bỏ. Đấy, chúng ta phải bấm bỏ. Nếu chúng ta để thì cành vượt nó sẽ bị lấy dinh dưỡng chi phối và nó làm cho cành chính của chúng ta là không đủ dinh dưỡng để làm bông và nuôi trái sau này, cho nên là chúng ta sẽ bấm bỏ. Ví dụ đây là cành vượt tiếp theo, chúng ta cũng nên bấm bỏ không dinh dưỡng. Rồi thì đặc biệt như cái nhánh này, như cái cành này qua đây này. Đây như cái cành này, đây là cành chính nè, đây quý bà con mình, đây cành này là cành chính đúng không ạ, và ở đây nó có hai cành vượt lên rất là khỏe và mạnh, và nếu chúng ta không bấm bỏ hai cành này thì nó sẽ cạnh tranh dinh dưỡng với cành chính của chúng ta, mạnh nặng thì nó làm cho cành chính chúng ta sẽ bị khô và chết, còn nhẹ thì nó làm cho dinh dưỡng và năng suất cành này không đạt theo như mong muốn của chúng ta. Vì thế là Tâm sẽ bấm bỏ hai cành vượt ha. Đấy, cành vượt rất là đẹp, rất là mập ha, nhưng mà chúng ta cũng phải chấp nhận bỏ vì cành vượt này sẽ làm ảnh hưởng đến cành chính của chúng ta. Đấy, ra cành vượt đi toàn là 4 đến 5 nhánh và lá rất là đẹp ha. Đấy, và sau khi bà con mình cắt bỏ cành vượt xong thì nó sẽ tạo ra cái vết thương. Thì buổi chiều nay thì sau khi cắt xong thì Tâm sẽ trao đổi với nhà vườn là dùng thuốc để chúng ta có thể là quét lên vết thương này, hoặc là chúng ta phun tổng hợp luôn. Thì thuốc phun thì bên Dona Sài Gòn có sản phẩm tên là Đồng Thao là chuyên về sát khuẩn bề mặt, thì bà con có thể phun vào để nó làm cho liền vết thương và nó hạn chế một số cái vi khuẩn tấn công vào cái vết bệnh này. Rồi thì đây là cái cây thứ nhất. Để mình xem. Đây, ở đây còn hai cành nữa, hai cành. Thôi chúng ta thay màu. Đây, thay một cành nữa. Rồi. Thì đó là những tất cả cái cành vượt là chúng ta cần bấm bỏ. Rồi chúng ta qua tiếp theo cây này. Đây, thì đối với cây này, có con sâu. Thì đối với cành này cũng vậy, đây là cành vượt đây. Đây là cành vượt, chúng ta cũng bấm bỏ luôn. Đây, đó là những cành vượt và chúng ta cần nên bấm bỏ đi, chúng ta đừng nên tiếp. Vì tiếp thì những cành này chúng ta xử lý nó cũng không ra hoa được. Nhưng mà nó lại làm ảnh hưởng tới, đó là cái dinh dưỡng của cây, và nó không cung cấp đủ cho cây để làm bông được, cho nên chúng ta nên bấm bỏ.
đây chúng ta qua cái cây cái cành này, cành này thì cành ruột rất nhiều. Đây nè quý vị, đây đây nè, cành này là cho chúng ta thấy rõ nhất nè, rõ nhất là sao, cái cành đầu tiên đây, đây là cành chính nè, cành chính đầu tiên đi thẳng nè, và đi thẳng ra đây, đây là cành chính, cành chính là từ đầu tiên mà cành này đẻ nhánh ra. Thì đây là cành vượt, cành vượt ha, cành vượt cấp 2 ở đây, mà nếu chúng ta không cắt bỏ ở đây thì cành này dần dần nó teo đây ha, cho nên là bắt buộc. Và hiện nay chúng ta đang lại mọc thêm một cành vượt ở đây nữa, và anh này đang cạnh tranh dinh dưỡng rất là mạnh, cho nên chúng ta bắt buộc phải cắt bỏ anh này, cắt bỏ này đây. Và trong trường hợp này tại sao chúng ta không cắt bỏ ở cành cấp 2 này, mặc dù ảnh là cành vượt của cành chính, nếu chúng ta phát hiện ngay ban đầu thì chúng ta sẽ cắt bỏ để cành chính này nó mới to, nó mập lên. Nhưng lần này là cành chính này lại trở thành cành phụ, mà cành phụ cả cành cấp 2 lại trở thành cành chính, và lúc này anh này cũng đã già rồi, cành vượt này đã già rồi thì chúng ta không cắt bỏ được. Và đối với cây này, cành này cũng có thể là ra hoa ra trái được, nhưng nếu chúng ta nuôi được ở cành cấp 1 thì nó rất tuyệt vời hơn, nó sẽ đạt hiệu quả tốt hơn ha. Đây ví dụ như cành bên này đây, đây cũng là một trường hợp đấy quý bà con mình thấy, cành chính ra càng ngày khi mà cành vượt nó càng lớn lên thì nó làm cho cành chính của chúng ta nó càng teo nhỏ lại, nó làm teo nhỏ lại, và khi teo nhỏ lại thì đồng nghĩa với việc là sẽ khô, sau này sẽ khô, người ta được gọi là chết nhánh và chết cành, và năng suất sẽ không có được. Còn những cành này sau này sẽ cho năng suất, nhưng với thời điểm hiện tại chúng ta đang cần để lấy bông lấy trái thì chúng ta không nên giữ những cành này, và nếu chúng ta muốn giữ lại thì chúng ta phải đợi thêm khoảng một năm nữa, để lúc này là cành này nó được đẻ nhánh thêm ra hai ba cành nữa, hai ba nhánh nữa, thì lúc đó chúng ta lấy trái thì nó mới có năng suất. Nhưng vì thế trong giai đoạn này chúng ta đang cần để làm bông, vì thế chúng ta nên bỏ những cành vượt không cần thiết ở thời điểm này, ở thời điểm này. Đấy quý vị thấy đây, ví dụ đây cũng là một dạng cành vượt chúng ta, và chúng ta nên bấm xét bỏ luôn. Đấy. Và đây cũng là một dạng cành vượt tiếp theo đây. Bà con thấy không, cái cành nó rất là to, nó rất là khỏe luôn. Đó, nó mập như thế này. Nhưng mà chúng ta đấy, khi chúng ta để cành vượt nó bị che phủ lại thì nó làm cho một số cành tâm ở trong này, cành chức năng này, nó bị khô đi. Nó khô đi để mà nó không nhận được ánh nắng mặt trời quang hợp. Đây cũng là cành vượt, và chúng ta nên cắt bỏ luôn. Đấy. Đấy, thì chúng ta sẽ có được một cái cành chính như thế này đây. Đây. Rồi, thì đó là chúng ta đã ra được tất cả, đây là cành chính, cành đây là những cành quan trọng, và toàn bộ những cành này là cành chức năng có thể cho trái và bông ở thời kỳ này, ở thời kỳ này. Và đây cũng là một trong những cành tiếp theo đây, cũng tương tự đây quý vị ta. Ví dụ như cành này đây, nó vùi cành này lên đây, rồi chúng ta nên cắt bỏ, đấy, cắt bỏ ngay. Đây, cành đây cũng vậy luôn, cắt bỏ luôn. Đấy, mặc dù rất tốt, rất đẹp, tốt rất đẹp, nhưng mà nó là cành vượt thì chúng ta nên cắt bỏ. Và trong quá trình cắt bỏ thì bà con cần lưu ý như thế này nè, không hạn chế để cái đầu kéo, khi chúng ta cắt như thế này thì hạn chế đầu kéo chạm vào những cành khác, vì vết thương của đầu kéo có thể gây ra là xì mũ, và đó cũng là nơi điểm để mà bệnh nấm để tấn công vào, gây hại cho cái cây cam của chúng ta. Vì thế khi chúng ta cắt cũng phải cẩn thận ha. Rồi tiếp theo đây, đây cũng là cành vượt đây quý vị, đây cũng là cành vượt rồi bên này là bà con sẽ thấy rõ nhất, đây nó gây hại cho việc là khô nhánh đây. Ví dụ như cành này đây, đây đấy, cái cành chính của nó ở trong này đi ra này, đang từ ở trong này đi thẳng ra, những cành vượt đây đó đang đi thẳng ra này, nhưng mà tới này là bị khô bởi vì sao? Bởi vì cành vượt nó phát triển quá mạnh, tất cả đây nó phát triển quá mạnh đó,
đây, đây cũng là một cành vượt nữa đây. Đấy, thì chính vì vậy thì nó sẽ làm ảnh hưởng tới dinh dưỡng để nuôi cành chính của chúng ta. À, cành chính càng ngày càng nhỏ mà cành vượt thì rất là to, rất là to. Ha. Vì thế thì bà con mình có làm cây cam xoàn thì cũng cần phải lưu ý ở điểm này, để làm sao cho cây cam chúng ta được thông thoáng, và nó đúng với mục đích của chúng ta đang cần. À, thì đó là cái phương pháp là cắt nhánh cành trước khi để chúng ta làm bông để đối với cây xoàn tơ. Xoàn tơ là một số cành vượt nó đang phát triển rất mạnh. Thì đối với phương pháp này thì nó khác với một số vườn là chúng ta đã ăn được 1-2 mùa rồi. Phương pháp mà cắt cành tạo tán ở một số cây mà ăn được 1-2 mùa là khác nữa. Nhưng hôm nay là Tâm chỉ chủ yếu là chia sẻ về phương pháp cũng như là xác định được những cành nào là cần giữ lại và cành đó là cành chính để sau này có thể cho ra hoa mang trái của cây, còn những cành không cần thiết thì chúng ta bấm bỏ hết. Cho nếu chúng ta cứ để là nó sẽ bị chi phối dinh dưỡng và nó làm cho cây chúng ta liên tục và bị cành vượt nó chiếm ưu thế, nó ăn hết những cái cành chính của chúng ta. Cho nên tốt nhất là bà con mình nên là cắt bỏ đi, đừng tiếc ha. Rồi thì sau cái buổi mà chia sẻ video này thì Tâm sẽ làm tiếp một cái video tiếp theo về nói về cái bộ sản phẩm mà phun xử lý ra hoa của Dona Sài Gòn. Thì trong đó là gồm có là 181 và cái blocking để chúng ta phun Dimethy để chúng ta phun ức chế cái độc non này. Còn dưới gốc thì chúng ta dùng cái tinh lân để chúng ta bón gốc ha. Rồi thì Tâm cũng nói sơ qua về cái phương pháp. Đây thêm một cây nữa đây ha. Sẵn làm thì Tâm cũng làm luôn một số cây luôn. Đây, ví dụ như cành này đây. Đây cũng là cái nhánh vượt đây quý vị. Đây, chúng ta cắt bỏ luôn. Đấy, bỏ luôn. Đây nữa đây. Đúng rồi. Đó. Tất cả. Đặc biệt là cái vườn này thì anh Bảy này chưa có dùng nhuyễn cũng như là thành thạo về cái kỹ thuật, cho nên là ảnh cứ để cành vượt nó lên rất là nhiều ha. Nhưng mà mình thì sẽ cắt bỏ hết, mình không có để cành vượt như thế này thì nó làm cho cái năng suất cây của chúng ta nó giảm rất là nhiều. Chưa kể là chúng ta để cành vượt quá nhiều thì nó làm cho cây bị yếu và suy mũ ha. Đây ví dụ đây, một số cành vượt ở đây mình sẽ cắt bỏ luôn. Như thế này thì nếu chúng ta trồng cây con mà như thế này thì quá tuyệt vời. Nhưng đằng này là toàn bộ là cành vượt hết. Đó. Mà khi cành vượt thì bà con biết rồi, nó sẽ cạnh tranh dinh dưỡng với những cái cành chính của chúng ta rất là mạnh. Rất mạnh. Thì đó là cái phương pháp cắt cành vườn. Rồi Dona, phòng kỹ thuật Dona Sài Gòn cũng xin kết thúc và tạm dừng ở đây. Rồi xin chào bà con mình, hẹn hôm khác chúng ta sẽ làm một cái video mới để cho bà con mình theo dõi tiếp theo. Rồi xin chào, hẹn gặp.